Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 3759 về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Căn cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019, do ngày 1 tháng 1 năm 2023 là ngày Chủ nhật, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ Hai, mùng 2 tháng 1 năm 2023. Vì vậy, đối với các đơn vị, trường học thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy hàng tuần, công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày liên tục từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023. Đối với các đơn vị, trường học không thực hiện lịch nghỉ cố định ngày thứ Bảy hàng tuần, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2 ngày liên tục từ mùng 1 tháng 1 đến hết mùng 2 tháng 1 năm 2023. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành giáo dục nghỉ Tết từ 20 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3, điều 111 Bộ Lao động. Học sinh và trẻ mầm non thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ từ 18 tháng 1 đến hết ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức từ 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão.